Hello mọi người, hôm nay mình sẽ làm món thịt bò beef steak theo kiểu vừa nướng vừa áp chảo để tạo cái mùi thơm rất là đặc biệt. Và với món này thì mình có thể ăn với cơm hay bánh mì hay ăn với rau trộn salad. Thì miếng thịt bò này đã đông lạnh và mình rã đông trước một ngày. Dù đông lạnh nhưng mà nhìn miếng thịt vẫn còn tươi ngon ha mọi người. Và trước khi mình ướp thì mình sẽ lấy một cái nĩa mình xăm cho nó lủng lỗ á, để mà gia vị khi mình ướp á, nó thấm vào miếng thịt. Thì mình xăm đều hai mặt. Thường thì người Mỹ họ ướp miếng tiêu, miếng muối, tỏi là họ đem nướng và ăn à. Họ làm đơn giản hơn nhiều. Nhưng mình làm kiểu này nó hơi lu bu một chút, nhưng mà ăn rất là thơm ngon, đậm đà. Thì trước tiên mình ướp muối tỏi cho đều hai mặt của miếng thịt. Muối này thì nó không có mặn như muối biển của mình. Trét đều một lớp mỏng là ok. Rồi sau đó mình sẽ rắc một lớp tiêu lên miếng thịt. Rồi lấy bao tay đeo vô cho nó dễ làm. Rồi mình lật qua cái mặt bên kia thì cũng làm đều y như vậy. Mình làm thịt bò này nè, mình cũng ướp gia vị nhiều lắm. Xong rồi mình sẽ thoa một lớp dầu lên miếng thịt bò cho nó đừng có bị khô. Và khi nướng á, nó sẽ tạo cái mùi thơm. Rồi mình sẽ đem đi nướng cho nó rám hai bên mặt của miếng thịt. Nướng như vậy nè, khi mình ăn nó có cái mùi rất là đặc biệt. Mình để lửa lớn và rám cho hai mặt là lấy ra liền. Đây, sau khi rám xong hai mặt, nhìn miếng thịt bò thấy ngon hả mọi người? Cái mùi nó thơm nức nở luôn. Nhưng chưa có ăn được tại vì bên trong nó còn sống ngăn à. Rồi giờ thì mình sẽ đi thái thịt bò, rồi ướp gia vị thêm một lần nữa. Đó mọi người, bên trong thì nó còn đỏ quét á. Thịt bò này loại ngon cho nên á, nhìn cái sớ thịt bên trong nó còn tươi hồng. Thì một miếng này mình cắt ra thành 4 khúc. Mình không có ăn mỡ nên mình sẽ lóc những cái mỡ xung quanh rìa đó. Mấy cái bầy nhảy xung quanh là mình bỏ hết ra. Và những cái lớp gân á, nó dính trong cái miếng thịt nó sẽ làm dai khi mà mình ăn. Mình thì từ đó giờ không có ăn gân, da, mỡ của các loại thịt. Rồi giờ thì mình sẽ cắt theo cái sớ ngang của miếng thịt. Thì đây mình cắt thành những lát mỏng như vậy nè. Mình xào rất là nhanh. Mình xào lâu quá thịt bò nó sẽ bị dai và ra nước. Mình thì ăn theo kiểu Mỹ không có được là nướng nguyên miếng rồi ăn theo kiểu hơi tái. Nên mình kết hợp nướng xong rồi mình sẽ xào áp chảo, ăn thấy mấy miếng thịt bò nó thấm ngon hơn. Thì mỗi người có mỗi kiểu ăn khác nhau, tùy theo sở thích của mình. Cái miếng thịt bò ngon thì cái sở thịt nó không có bị gân nhiều. Thịt nó rất là mềm. Rồi giờ thì phần thịt nó cắt xong, còn mấy phần bầy nhầy thì mình bỏ. Giờ mình sẽ chuyển qua ướp gia vị. Thì tỏi mình sẽ băm nhuyễn. Nhà mình hết hành tiêu, chứ mà có đó bỏ vô băm chung với tỏi nè, ướp rất là thơm luôn. Phần tỏi xong thì mình sẽ cho miếng tiêu. Kế đến là nước tương. Thịt bò nó rất là hợp với nước tương. Rồi dặm chút muối tỏi. Và cho thêm một muỗng đường nâu. Thịt bò xào thì mình thích ăn nó có cái vị hơi ngọt một tí.
và thêm một muỗng mật ong luôn, khuyến mãi thêm miếng dầu mè luôn. Ướp đồ ăn này thì mình không có theo công thức nào nhất định hết trơn á, có gì mà thấy hợp là bỏ vô. Mình sực nhớ ra là mình còn miếng hành tiêu với tỏi băm mà mình xay cách đây mấy ngày. Mình cho vô thịt bò luôn và trộn đều cho nó thấm gia vị. Vậy là xong rồi đó mọi người. Nếu mình muốn ăn liền thì mình xào, còn muốn ngon hơn thì để vài tiếng. Sau khi mình trộn mình thấy tiêu hơi ít nên mình cho thêm miếng tiêu nữa. Thường thì mình ướp sáng rồi chiều đó mình mới ăn. Mà cái này là mình để 1-2 ngày trong tủ lạnh đó cũng không có sao, vì đã có gia vị trong thịt rồi. Và mình để trong cái tô inox này nè, nó sẽ giữ độ lạnh cho thịt nó tươi và không có bị hư. Mỗi lần ăn á, mình chỉ đem ra mình xào vừa đủ ăn thôi. Và tại vì cái này là thịt sống á, cho nên á, khi mình để tủ lạnh mình bao bọc rất là kỹ, bao 2-3 lớp bọc rồi cột dây thun lại, giữ độ an toàn cho mấy đồ ăn khác và tủ lạnh mình sẽ không có bị hôi. Ở đây là mình làm phần bò áp chảo để ăn cơm chiều. Thì mình cho miếng dầu kèm thêm miếng bơ nữa để làm tăng thêm cái độ thơm. Bơ nó gặp cái chảo dầu nóng đó, nó tạo cái mùi mà mình gọi là mùi áp chảo. Và khi mà bơ nó bắt đầu chuyển màu thì mình sẽ cho thịt bò vô. Thật ra cái chảo này nó chưa có đủ độ nóng lắm, nhưng mà mình sợ để nóng quá nó văng dầu. Tại mới lau chùi cái bếp xong á nên hơi kỹ một chút, mà nấu vài ngày nữa là cái bếp nó tè le luôn. Và mình quên lấy thịt bò ra khỏi tủ lạnh để khoảng 10-15 phút cho nó bớt cái độ lạnh. Thì khi mình xào á, nó không có bị giảm mất cái độ nóng. Thịt bò sắc mỏng thì mình xào nó nhanh hơn. Xào lâu quá thịt bò nó sẽ dai và đổ nước. Và trước khi tắt bếp thì mình cho củ hành vô, thảo sơ qua lại vài đũa là được rồi. Người ta lắc chảo còn mình thì lắc nồi. Món bò xong, giờ chỉ dọn để ăn thôi. Thì mình sẽ ăn món này với cơm. Nay là nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn á. Có mùi hành nó rất là thơm. Rồi mình cho miếng cà chua trộn củ hành của người Mỹ vô. Nhà có trái bơ cho nên sẵn mình cắt mấy lát bơ để vô luôn, ăn cho nó béo béo. Cái này thì nó hơi lai lai qua đồ ăn Mỹ, bơ, củ hành, cà chua. Và không thể thiếu món ngò. Mình ăn thịt bò mình rất thích ăn với ngò. Cái này mà được có ngò rí ở bên Việt Nam á, ăn là số 1 luôn, không có số 2. Và rắc lên một miếng tiêu. Thịt bò này ăn ngon là nhờ có củ hành, tiêu, ngò. Cái mùi nó hòa quyện lại với nhau rất là thơm. Rồi vậy là mình có tô cơm chiều với thịt bò bít tết, thái mỏng, áp chảo. Một miếng thịt bò nhưng mà ăn được 2 mùi vị. Món này ăn là thơm ngon bổ dưỡng. Thì mọi người có thể làm thử món này ăn xem hương vị thế nào nha. Video đã dài, mình xin tạm dừng video ở đây. Cảm ơn mọi người đã xem những video chia sẻ của mình. Và không quên đăng ký ủng hộ cho kênh mình nha mọi người. Hẹn mọi người ở video tiếp theo. Bye bye. Thank you.